Sau thành công của U23 châu Á năm 2018, các cầu thủ vượt sáng trở thành những người hùng của đất nước, đồng thời là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều cô gái. Chính vì thế, các mỹ nữ vây quanh cũng không ít, không chỉ được chú ý về những màn trình diễn với trái bóng, mà những câu chuyện đời tư cũng được người hâm mộ soi rất kỹ, càng đặc biệt là chuyện tình cảm. Nhiều người được ngưỡng mộ bởi có những mối tình đẹp, nhưng có một số cầu thủ khiến công chúng dậy sóng vì quá đào hoa. Gần đây, Quang Hải là người được réo tên nhiều nhất khi có những bằng chứng hẹn hò với rất nhiều bóng hồng. Không quá lạ khi Quang Hải là người đứng đầu trong danh sách. Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ Hà Nội FC phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận vì có đường tình duyên đào hoa với danh sách bạn gái tin đồn dày nhất làng bóng đá Việt. Quang Hải từng nhận được sự chú ý đặc biệt khi công khai chuyện tình cảm với Nhật Ly. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng gần hơn 2 năm yêu đương kể từ khi công khai, Quang Hải và Nhật Lê gặp trục trặc rồi đường ai nấy đi, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Sau đó, Quang Hải để lộ hình ảnh tình tứ với bạn gái Huyền My. Qua những thính thơm mà cả hai trao cho nhau trên mạng xã hội được cư dân mạng soi ra được, Hải đã có chuyện tình với cô chủ tiệm nail, nhưng không được bao lâu thì chia tay và quay lại với Nhật Lê. Trước Huyền My, Quang Hải cũng được cho là đang tán tỉnh một hot girl cao 1m52, có tên là Nguyễn Thanh Thủy. Cả hai cũng có những tương tác thú vị trên mạng xã hội khiến nhiều người sinh nghi. Tuy nhiên, hiện nam cầu thủ không lên tiếng về chuyện đời tư, mà đang cùng các đồng đội tích cực luyện tập cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2020 sắp tới. Sau khi chia tay mối tình chính thức Nhật Lê, Quang Hải đã công khai bạn gái mới là Huỳnh Anh. Đây là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trong thời gian vừa qua. Được biết, bạn gái mới không được lòng khán giả. Cô gái này đã phải chịu sự tấn công từ cộng đồng mạng trong một thời gian. Tiếp sau Quang Hải, không ai khác ngoài Trọng Đại, anh chàng được đánh giá là người có vẻ điển trai nhất làng bóng đá Việt hiện nay với chiều cao ấn tượng. Trọng Đại có lịch sử tình trường với nhiều mỹ nhân từ hoa hậu đến người mẫu của Việt Nam, khiến fan phải trầm trồ. Cô gái đầu tiên dính tình đồn hẹn hò với Nguyễn Trọng Đại, tiền vệ U23 Việt Nam là Bùi Thạch Như Ý, sinh năm 1996, sinh viên chuyên ngành tài chính trường Đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng thời gian sau khi vòng chung kết U23 châu Á 2018 kết thúc, cô bạn được đồn đoán đang hẹn hò với Trọng Đại là hot girl dễ thương Ma Hương Thảo, nickname là Thảo Nari. Từ những hình ảnh thường đến sân cổ vũ cho người thương và khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội, nhiều người khẳng định Trọng Đại và Thảo Nari chắc chắn là một đôi. Đến khoảng tháng 8 2018, Trọng Đại công khai chuyện tình cảm bên người đẹp Huyền Trang. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào lên mạng xã hội và cho biết không quan tâm đến dư luận nói gì. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng nhan sắc như Top 5 Hoa hậu Đại dương 2017, Người đẹp biển của Hoa hậu biển 2016, Á hậu 2 Nữ hoàng trang sức 2015. Gần đây nhất, Trọng Đại có bạn gái mới là người đẹp Ngọc Ánh. Tuy chưa lên tiếng chính thức công khai, nhưng cả hai đã có những hình ảnh thân mật, đón sinh nhật cùng nhau. Chàng cầu thủ còn đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Ngọc Ánh cũng rất thường xuyên đến sân bóng để cổ vũ cho bạn trai. Phan Văn Đức không có danh sách bạn gái dày cộm như Quang Hải hay Trọng Đại, nhưng anh cũng là cầu thủ được đánh giá là rất đào hoa. Phan Văn Đức từng có chuyện tình ồn ào với người đẹp Ngọc Nữ. Cả hai được cho là đã quen biết nhau và có mối quan hệ tình cảm hẹn hò, nhưng không công khai. Cho đến nay thì khi đường ai nấy đi, Ngọc Nữ và Văn Đức lại khá hằn học và mất thiện cảm với nhau. Khi xuất hiện chung tại các sự kiện, cặp đôi hạn chế chạm mặt. Sau khi chia tay Ngọc Nữ, Văn Đức hẹn hò với cô giáo mầm non Nhật Linh. Chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng yêu nhau, cả hai đã quyết định về chung một nhà trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Hiện tại Văn Đức chuẩn bị lên chức bố của cô con gái. Nếu nhắc đến cầu thủ trẻ đào hoa, chắc chắn không thể thiếu Bùi Tiến Dũng. Thủ thành điển trai đến từ Thanh Hóa là người trong mộng của bao chị em. Những người đẹp được ship nhiệt tình với Bùi Tiến Dũng có thể kể đến như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Angela Phương Trinh, Bảo Anh, Hot Girl Thanh Mèo. Trong đó, Bảo Anh và Thanh Mèo là hai cô gái được réo gọi nhiều nhất khi cư dân mạng phát hiện ra các bằng chứng hẹn hò với nam cầu thủ. Tuy nhiên, Bùi Tiến Dũng đều phủ nhận mối quan hệ với các người đẹp này và có vẻ hiện tại thủ thành của đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn đang độc thân.